12 tháng 8, ngày giỗ Đức Phật Thầy Tây An, ngày giỗ quyền cao các nghề nơi miền dương thế, xin cho con gửi lời ca đến khắp phương trời đấng lạ, gửi chúng tơ tình cho kẻ ở gần xa, cầu chúng lời ra xin người quan hỷ tâm mà đón nhận, cho chúng lòng thành dâng lên đứng quyền dĩ. Tiếng hát này đây dẫu có là bọt bèo mơ mộng cũng là tấm lòng thành xin gửi người tri kỷ tri âm. Ngài chân mây trung phương gió biển xin gửi câu ca chúc người ấm êm thanh sang ở dương gian tô điểm sắc thắm sắc vui cho đời. Còn chi đâu hỡi người người ơi, mau chóng quay hành tu thoát dương trần bao nẻo thị phi. Tiên cung vốn ở xa thượng giới mây quyền, đâu chỉ ở trên trời mà tận giải hư vô. Cõi quyền di bao la vũ trụ, chốn thiên hà cao gác phân minh, ấy do cái cảnh tiên định đâu dễ dàng thấu phân. Kia bồng lai cung mây hóa thiên đình, ôi xinh đẹp muôn ngàn cho con vàng câu hát. Ở chốn nơi đây có muôn vàng hạnh phúc ấm no, hơn trăm cái phúc người đời cầu đắc đạo tiên gia. Nghề nhiệm trần gian gắng làm tu học tô điểm cho nhân giới đứng thiên lành, câu hạnh câu tu đấng chữ an bình để một ngày có phước mà lên tận chốn trời xanh. Xin gửi cho tôi trái tim đến người trí ngộ, lời ngọc lời vàng hiểu thấu điềm dương gia, còn nhược bằng chẳng nghe thì cứ như bọt bèo trôi giữa dòng sông mê mờ vương tận. Ở chốn dương phàm đâu ai hiểu hết được nghiệp cơ căn, chúc lòng con gửi đến trình thâu mong ngài dỗ đứng quyền di chứng